vào lúc 3 giờ sáng ngày 30 tháng 11 trên sân nhà Phan Mở, câu lạc bộ Brighton sẽ tiếp đón tân binh câu lạc bộ Southampton. Đây là trận đấu sớm nhất của vòng 13 ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Trận đấu này được đánh giá nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, nhưng những thống kê cho thấy đội khách không hề sợ chim mỏng biển. Câu lạc bộ Brighton đang chơi rất tốt trong thời gian gần đây. Đội chủ sân Amex gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Manchester City với tỷ số 2-1. Ở trận đấu gần nhất họ tiếp tục đánh bại Burnmouth trên sân đối phương với tỷ số tương tự. Do Pedro đánh dấu lần đầu tiên ra sân kể từ tháng 8 với bàn mở tỷ số ở phút thứ tư, trước khi Karu Mitoma ghi bàn thắng thứ hai ngay sau giờ nghỉ. Việc Carlos Baleba bị đuổi khỏi sân ngay trước khi bước sang phút thứ 60 đã đe dọa thay đổi cục diện, và David Brook đã gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà, sau đó Antoine Semenio đưa bóng trúng xả ngang ở những giây bù giờ cuối cùng. Với chiến thắng cùng với tỷ số 2-1 trong hai trận gần nhất, Brighton đã thắng 4 trong 6 vòng gần đây ở ngoại hạng Anh, bằng số trận thắng mà họ đạt được trong 19 trận đấu trước đó tại giải đấu hòa 7, thua 8. Phong độ tốt gần đây đưa đội bóng của huấn luyện viên Fabian Herzeler lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, bằng điểm với Chelsea và Arsenal lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4, và chỉ kém Man City ở vị trí thứ 2 khoảng cách một điểm. Sau chiến thắng trước câu lạc bộ Bournemouth, câu lạc bộ Brighton sẽ trở lại sân nhà tiếp tân binh Southampton trong trận đấu sớm nhất vòng 13 ngoại hạng Anh. Nhận định Brighton vs Southampton nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, đây là cơ hội để chi bồng biển giành thêm 3 điểm ở ngoại hạng Anh mùa này. Trên sân nhà, Mitoma và các đồng đội đã tích lũy được 12 điểm trong chuỗi 6 trận bất bại. Brighton là một trong ba đội, cùng với Brentford và Liverpool vẫn chưa thua trên sân nhà tại Premier League mùa giải này. Tuy nhiên, họ chỉ giữ sạch lưới 4 lần trong 15 trận sân nhà vào năm 2024. Sau khi giành quyền thăng hạng lên Premier League lần đầu tiên vào năm 2017, Brighton đã không giành được chiến thắng nào trong 7 lần chạm trán đầu tiên với Southampton. Nhưng kể từ đó, Họ đã giành chiến thắng ở 3 trong 5 trận gần nhất và hòa 2 trận còn lại, gần đây nhất là chiến thắng 3-1 tại Amex vào tháng 5 năm 2023. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Southampton đã để Liverpool dẫn trước từ sớm ở trận đấu gần nhất, nhưng họ đã chơi cực hay để dẫn lại 2-1. Nhưng rồi hai bàn thắng trong hiệp 2 của Mohamed Salah đã đảo ngược tình thế. Một sai lầm tai hại của thủ môn Alex McCarthy và một pha chơi bóng bằng tay của cầu thủ và thay người Yukinari Sugawara khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Họ để thua 2-3 ngay trên sân nhà và là trận thua thứ 10 của giải đấu trong mùa giải này. Huấn luyện viên Russell Martin thất vọng và chán nản với kết quả cuối cùng, ông thừa nhận những sai lầm cá nhân khiến đội chủ nhà phải trả giá. Để thua Liverpool, Southampton tiếp tục xếp bét bảng với chỉ 4 điểm sau 12 vòng đấu, kém nhóm an toàn 5 điểm. Southampton là đội thứ 8 trong lịch sử giải đấu hàng đầu của nước Anh thua 10 trong số 12 trận mở màn của một mùa giải. Bảy đội trước đó rơi vào tình trạng này đều phải xuống hạng đội chủ sân sưu tầm Marius cũng là đội ghi ít bàn thắng nhất, trong khi chỉ có World để thủng lưới nhiều hơn đội bóng của Man cho đến thời điểm hiện tại. Câu lạc bộ Southampton sắp phải đối mặt với những trận đấu đầy thử thách với Chelsea, Aston Villa, Tottenham Hotspur và Liverpool, nhưng trước tiên họ phải chuyển sự tập trung sang trận đấu với Brighton, đội mà họ chỉ phải chịu thất bại ở một trong sáu lần làm khách gần nhất. Southampton cũng đã ghi bàn trong tất cả 12 lần chạm trán với chim mỏng biển tại Premier League, nhiều nhất trong số các đối thủ mà họ từng đối đầu đội khách cũng chỉ thua một trong bảy trận đấu ở ngoại hạng Anh gần nhất diễn ra vào thứ sáu, vì vậy có lý do để đội khách hy vọng có điểm trên sân Amex. Trong trận đấu này, nhiều khả năng câu lạc bộ Brighton sẽ không có sự phục vụ của cặp đôi James Milner và Solly March do chấn thương, trong khi Lewis Dun, Jack Hinshelwood, Kadio Blue, Tarik Lamtay hay Adam Webster đều chưa chắc có thể ra sân. Do tiền vệ Baleba -ba bị treo giò và tình hình thể lực không chắc chắn của Hinsel good nên Matt O'Reilly có thể lần đầu tiên được đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Premier League cùng với Yasin Ayari hoặc Max Guiefer. Về phía Southampton, họ vẫn phải thi đấu mà không có sự phục vụ của thủ môn Aaron Ramsdale và Gavin Bazunu, trong khi Jan Bedarek cũng gặp chấn thương. Cựu cầu thủ Brighton, Adam Lallana và Paul Onuchu đang là những mối lo ngại lớn sau khi họ lần lượt bị chấn thương gân kheo và đầu gối trong trận thua trước Liverpool sự vắng mặt dự kiến của Lallana có thể khiến Joe Aribo được trao cơ hội đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Matthias Fernandez, người đã ghi bàn vào lưới Liverpool, trong khi Adam Armstrong, người cũng ghi bàn vào cuối tuần trước, có thể cùng Tyler Dibling và Cameron Archer hoặc Ben Brereton Dia trên hàng tấn công. Tự chung lại câu lạc bộ Brighton được đánh giá cao hơn là điều dễ hiểu, họ đang có phong độ cao hơn, vị trí tốt hơn và được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên kết quả đối đầu gần nhất giữa hai đội lại nghiêng về phía đội khách. Southampton luôn gây khó khăn cho Brighton mỗi khi đối đầu, dù là khi họ có phong độ thấp đi nữa. Đội khách có lẽ đã lấy lại một chút tự tin sau khi ghi hai bàn trước Liverpool, họ hoàn toàn có thể hy vọng giành điểm trên sân của Brighton, hoặc ít nhất là tránh thất bại cách biệt. Southampton ghi bàn trong 12 trận đấu với Brighton ở ngoại hạng Anh, đó là đối thủ mà họ phá lưới liên tiếp nhiều nhất tại giải đấu. Thực tế thì Southampton đã ghi bàn ở 8 trong 10 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Vì thế khả năng cả hai đội cùng ghi bàn ở trận đấu này là rất cao. Khi đó trận đấu này có thể sẽ có ít nhất 3 bàn. Brighton là đội cày góc rất tốt trên sân nhà như đã phân tích ở trên, họ sẽ gặp khó khăn trước Southampton, khi đó có thể họ sẽ cày góc khủng khiếp, trong khi Southampton cũng có khả năng kiếm góc không tệ. Trận đấu này hứa hẹn sẽ có ít nhất 10 tình huống phạt góc trong cả trận.